ngộ anh em. Đồng á hả? Ok. Ở bên đây á, nguyên cả ngày mình đậu xe chỉ có 10 đồng thôi. Mình đậu nguyên cả ngày thì mình mới hỏi nha anh chị. Ai đối diện với lại Toyota Center. Nên là anh chị rủ nhau đi chung xe, mình sẽ xuống đây gặp ha. Dạ, anh tới đậu xe rất là dễ, anh xuống đây đó. Bên Bắc Kinh bên đây mình đậu xe cả ngày luôn, nó lấy mình chỉ có 10 đồng thôi nha. Nếu mà mình xuống sớm á, thì mình sẽ đậu xe vô, mà anh cố gắng rủ thêm người để mà đi đầy chiếc xe, mình hãy đi xuống dưới đây để mình tiết kiệm được chỗ đậu xe nha. Xuống sớm thiệt sớm thì mình sẽ đậu xe rất là dễ nha anh chị. Mình đậu xe để mình cắm cờ đồ lên, để mình cắm cờ Trung, cờ Mỹ Việt. Mình sẽ cố
thiệt sớm ngày thứ bảy này để mình đậu xe ở bên đây ha. À, cái parking đối diện với lại Toyota thì nó sẽ mình cắm cờ lên nó sẽ rất đẹp nha anh chị. Chỉ có 10 đồng cho nguyên một ngày luôn. Cho nên anh chị cố gắng đi sớm thì xuống đây mình đậu xe rất là thoải mái. À, đi trễ thì sẽ không có chỗ đậu xe nha anh chị. Chỗ mình đứng ở bên ngoài Rari á, là Giang Tỷ nghĩ là mình đứng ngay ngay bên đây. Tại vì nếu mà Giang Tỷ đậu xe ngay đây á, thì mình sẽ ok. Đây nha anh chị, đây là ngay trước luôn nè anh chị. Ngay trước cửa luôn là nguyên cái mục mà người ta để cờ đổ đây nè. Anh chị thấy không? Đó, cờ đổ đó. Xong rồi là đối diện với cờ là cái xe của ban tổ chức mình sẽ đậu ngay đây để mình để cờ đổ lên. Nhưng mà mình vô bên trong là mình không có được đem bất cứ cái gì có cây nha anh chị. Tại vì họ không có cho, họ muốn safety cho mọi người. Cho nên mình chỉ đem lá cờ thì họ cho, nhưng mà không được đem có cái cây cờ nha anh chị. Thế thì mình sẽ đậu xe đây. Đậu xe, mình tới sớm thì mình sẽ được đậu xe gần cái đường ngay đây nha. Đó. Anh ha, mình tới sớm thì mình đậu ngay đây là ok. Cái đường đi đây ra thì thôi. Nha. Mình đậu ngay xe cũng được. Đúng đậu rồi. Đây cũng được. Okay. Mình đậu đó để lên, còn nếu mà mình đi vô bên trong là phải lấy mình để cờ hồi nãy. Dạ. Lại hết. Tại tiếp tục vẫn còn ở section 110 và FEI. Okay. Ok anh chị ơi, và giá là 240 đồng. 240 đồng một vé hả? Yeah. Wow, cái này là chắc là chợ đen quá ha. Không, cái luật ở đây là cấm không được bán vé chợ đen. Ồ vậy? Yes. có chụp hình rồi. Ok, here's a map. Ok, nè. 110 còn nè. PEF còn giá bằng người nhau là 240 đồng. Ok. Rồi bây giờ anh tính qua anh kêu hỏi parking. Yeah. Ok, ở đây thì 30 đồng. Ở trong đây anh chị cũng okay, có cái chỗ đậu xe mà parking, nhưng mà tới garage 30 đồng nè. Tới 30 đồng, 30 okay. Đồng một ngày hả? Hay sao? Yeah, một event. Ok, một okay. Cái event. Yeah. Ok anh chị, một cái event á là nếu mình đậu ở trong đây cũng có đậu được là 30 đồng một ngày. Cái event, thế là cái event đó xong rồi thì thôi mình đi cái event của đại ca mình thôi. Ok, còn ở bên ngoài bây giờ để ông anh mình qua một bệnh hỏi bên phía bên đối diện cái mặt kinh này ha. Bây giờ cũng còn rất là nhiều vé. Anh chị vô cái Toyota Center sẽ mua vé ngày thứ bảy thì cũng còn vé nha anh chị.
xung quanh Bắc Kinh đây anh chị. Chị một tí xíu vậy nha. Bây giờ xong.